Đầu tiên là mình thắng trận này, nhưng mà anh thắng theo cách này, nhưng phải chơi game theo cách này. Rồi rồi em mà chơi mới xong cái mấy cái bà này em phải làm chung tôi dữ vậy. Cứ bấm lại. Có lê xin đúng không? Cứ kêu đam đi xong rồi đứng trước mặt á, không phải là hả cản nữa mà đứng nó mà đứng trước mặt trung tâm em á là em rờ luôn, còn không là em lát rờ luôn, em giết nó cái là xong rồi, ăn ba lo nhiều khi em game luôn, hiểu không? Em cái xong em cái nữa xong quý cái nữa là xong rồi. Rồi thôi quá hay em ơi. Nè ba này mà nếu mà nè e cái nó môn quy tự tin quy cái xong e cái nữa là xong rồi. Không kịp em. Không kịp đâu. Phải làm nè, phải làm nè. Nè hai đam. Không kịp Trung ơi. Nè hai đam. Hai phát cuối phải đánh thường. Làm nè. Liệu là khoảng thời gian đầu tiên SC có thể phá được cái lớp phòng thủ rất kiên cố mà Cerberus đã xây ra rất lâu, rất cứng cáp trong khoảng thời gian rất dài không, hay là một khoảng thời gian đầu thuận lợi và Artemis sẽ tiếp tục sẽ là người tỏa sáng ở trong cặp trận đấu này? Huống lao vào của Cerberus được. Đây rồi, bắt ai cấu ngay lập tức giao đầu giữ chân là anh ta đã sử dụng thanh tẩy đến kỳ hạ được biết rồi. Là đôi anh trang gì lỗi sức đẹp, Artemis vẫn đang lừa góc đầy bắn, anh ta bắn rất đau da đồ Esper không lên chống chịu, anh ta cũng băng vào giữa đội hình của Cerberus và bắt đầu sử dụng lốc xoáy của mình để thể hất tung Yadol lên liên tục. Yadol đang có khổng lồ hóa, anh ta đang bị dính khá nhiều kỹ năng và Artemis đang lừa góc để thở bắn, anh ta đang chuẩn bị cho pha ánh trăng dẫn lối, vẫn đang gồng ánh trăng dẫn lối chưa gồng ra và Rakta đang cố gắng bỏ chạy. Tại cũng hai người và Vinboy vẫn đang bắn quá tuyệt vời, bắn cũng bắn thành công và Robin sẽ đi bùi ánh trăng dẫn lối. Bây giờ mình tung ra thì quá trễ rồi. SC là đội chiến thắng trong vài thi đấu đầu tiên này. Nói chung là đội hình nó dán này nó không TV sau lưng được á, nó dùng quét kỹ vô. Hiểu không? Với lại khi mà đánh đội hình combat á, mình gờ mình tính mình nói chung mình quật với nhau tí nữa, mình đánh kiểu bị rời rạc á. Hiểu không? Thằng nào vô thì mình kiểu ơi, tụi thằng này có vô kịp hay không? Cái này mình đánh bị cái khúc giữa thì nó bị vậy. Ráng tập trung vô anh em mình phối hợp tốt hơn nữa. Tập trung lại cùng nhau để đánh 5 năm. Đi luôn. Đi sớm. Chúng ta đang đến với ván thi đấu thứ hai cùng đội với các thành viên của Cerberus và đối thủ của họ SE. SE đang tạm thời dẫn trước với số 1-0. Rodopi và Yado không có tốc biến, trong khi đó địa 1 Vinboy có vài điểm cây thì có miệng lên để xem là dưới ai đây bắt đầu không được cản phá ba người và đó thả cầu quá tuyệt vời. Ơi và chắc chắn đây sẽ là ván đấu nó mang tính chất rất cao trên bảng xếp hạng khi bên phía của SBTC Sport họ cần một chiến thắng để có thể đuổi kịp với top 4. Còn trong khi đó thì Cerberus cần một chiến thắng để có thể theo đuổi sát sao Gabi Sport. Ván thi đấu quyết định đến từ ai là không có vấn đề gì mà cần phải hoảng sợ cả. Họ đã biết được đối thủ đang đứng ở đâu, không có được cùng pha. Còn bây giờ Ember đang hơn một cấp độ, ta đang muốn BK và ta sẽ BK thắng mà thôi. Mày ấm ơi. Ừ lắm. Chị mừng. À, chào mẫu.
em được không? Ê, mình không bao giờ, mình không ai được. Đấy, phải chung, chung trước. Rồi, đây luôn, tái thêm một hồi đi. Nghe là mới được. Là mình hai nữa. Được. Đầu tiên là mình thắng chương này. Nhưng mà anh thắng theo cách này. Anh đã dặn, đã bảo tụi bay là đánh mục tiêu, đợi mục tiêu ra hãy đánh. Cần gì phải làm những cái pha game hết, cần gì phải dùng rờ dùng này để câu qua câu chiêu. Đội hình của mình bích ra là để đánh mục tiêu, đánh rồng, đánh sứ giả. Mình không có thua bất cứ một đội nào hết á. Nhưng mà cái quan trọng mình cần biết là mình làm cái gì. Mình chỉ focus vô cái chuyện đó thôi. Rồi nhớ hôm nay thua thì sao? Thua rồi bị ăn chửi tiếp rồi xong rồi tinh thần đi xuống, xong rồi nguyên cái lượt về như nữa à. Bị bao nhiêu mùa rồi? Mấy mùa rồi? Team mình bây giờ mình tự đánh mình cũng biết là mình không có thua tụi nó một cái gì nhiều hết á. Kỹ năng mình cũng không thua, chiến thuật đa dạng này nọ mình cũng không thua. Vậy tại sao mình không focus vô cái mình cần quan tâm? Đánh đồng ý là có thắng có thua, có phong độ cao có phong độ thấp. Nhưng phải chơi game theo cách này. Team đặt ra một cái gì đó làm chung, đề ra một cái đội hình gì đó làm chung, đánh theo đội hình đó. Trận thứ ba mình có quá nhiều lợi thế rồi, rồi mình đánh cái gì vậy? Bây giờ cũng trễ rồi, thôi bây giờ chuẩn bị mình về thôi. Nhưng mà anh muốn mọi người tập trung vô, lượt về nó đã tới nơi rồi đấy. Chơi game nhiều vô, nhớ nhiều vô. Cơ hội không đến với mỗi người nhiều lần đâu. Có thể đây là cơ hội cuối của mọi người và cơ hội cuối của anh luôn ấy. Đừng để chúng ta chia tay nhau trong tiếc nuối, trong khi bản thân chúng ta có đủ thực lực để làm việc đó. Được chưa?